Xin chào các bạn, chúng ta quan sát ở đây là những hình ảnh chi tiết của chiếc Honda Civic phiên bản 2022 dự kiến sẽ được ra mắt thị trường trên thế giới vào thời điểm mùa xuân trong quý 1 2021 này. Các bạn thấy ở đây cái điểm thay đổi lớn nhất về không gian nội thất cũng như ngoại thất mà chính hãng Honda đã công bố trên báo chí thế giới, đó là cái nét thiết kế mới mà nó tiệm cận với đàn anh hoặc là Honda Accord. Mặc dù ở phiên bản Honda Civic chỉ là một dòng sedan Class C, nhưng cái thiết kế mới nhất này nó sẽ nằm trên hẳn các phân khúc mà chiếc Honda City phiên bản 2021 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian vừa qua. Các bạn quan sát ở đây chúng ta sẽ thấy phiên bản Rotofire, dự kiến hình ảnh mà chúng ta đang nhìn đây đó là những cái điểm thay đổi rõ nét ở trên cái phiên bản RS, tức là phiên bản cao cấp nhất. Theo những thông tin rò rỉ trên thị trường tại California của Mỹ thì phiên bản động cơ dự kiến sẽ có các loại động cơ giống như trên thị trường Việt Nam đang có, là động cơ 1.8, 1.8 turbo và dạng 1.5 tăng áp. Thì cái phiên bản của Honda Civic 2022 này sẽ bổ sung vào đó là động cơ 1.5, 1.5 turbo và 1.5 tăng áp. Tất nhiên những cái dòng động cơ xăng lai điện khó xuất hiện trên thị trường Việt Nam trong cái thời gian sắp tới, nhưng mà trên phiên bản thị trường thế giới thì chúng ta sẽ có những cái phiên bản RS cao cấp nhất với cái mâm đúc thể thao sơn đen giống như trên màn ảnh chúng ta quan sát ở đây. Nếu chúng ta so sánh phiên bản Honda Civic 2021 hiện hành đang bán tại thị trường Việt Nam cũng như trên thế giới và cái phiên bản Honda Civic 2022 sắp ra mắt thì sẽ có những cái điểm thay đổi đáng kể mà các bạn có thể quan sát ở chỗ này, đó là không gian mặt trước và mặt sau. Cụ thể thì chúng ta có thể có cái nhìn tổng quan như thế này ở phần không gian phía trên, tức nghĩa là cái phần bên trái các bạn, không gian phần bên trái là Honda Civic phiên bản cũ, còn chiếc Honda Civic 2022 với những hình ảnh rò rỉ cũng như là phiên bản sản xuất chính hãng tại thị trường Trung Quốc đã đăng tải trên báo chí thì có điểm thay đổi rõ nét về cái phần thiết kế phần trước và phần sau, nó hoàn toàn là một bậc nâng lên rõ rệt so với chiếc Honda City. Ở đây chúng ta thấy không gian thiết kế LED cũng như là cái phần sáng gầm nó đã được hạ xuống thấp hơn. Cái học lấy gió mũi tam giác ở trước chúng ta cũng thấy là thay đổi đáng kể. Và cái phần không gian sau, thay vì chỉ có LED tail light thông thường thì cái bản Honda Civic 2022 sẽ từ bỏ cái thiết kế là chữ C mà sẽ quay về cái thiết kế. Ở đây chúng ta quan sát là LED tail light phiên bản nó nâng cấp so với chiếc City và tiệm cận với đàn anh của nó là Honda Accord. Các bạn nghĩ sao về cái phần không gian ngoại thất cũng như là cái không gian nội thất tối giản hơn trên cái dòng Honda Civic, mang đến cho người dùng cái trải nghiệm cho một cái cảm giác là panorama toàn cảnh hơn? Đây là cái hình ảnh so sánh về không gian nội thất ở khoang lái, của bên trái là chiếc Honda Civic 2021 và bên phải là Honda Civic 2022 sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới đây. Còn về màu sắc thì ở đây là một số cái điểm màu sắc mà chính hãng Honda đã công bố trên cái video clip trong thời gian vừa qua, phiên bản Rotofire tức nghĩa là phiên bản thử, còn trên cái phiên bản đã đăng ký tại thị trường Trung Quốc và sắp ra mắt trong quý 1 này, tức nghĩa là quý 1 2021 vào tháng 3 2021 này và trễ nhất là vào khoảng tháng 4 2021 sẽ ra mắt ở thị trường thế giới. Thì chúng ta thấy có màu sắc thì chọn từ cái màu ở Việt Nam thì gọi là trắng ngọc trai nè, hoặc là đen ánh kim. Đây là dòng sedan Class C nên đối tượng sử dụng chủ yếu là khách hàng ở bậc tầm trung cũng như là khách hàng trẻ tuổi và những doanh nhân. Mặc dù giá chúng ta thấy ở thị trường Việt Nam dao động quanh mức khoảng 700 đến tiệm cận 900 triệu cho một chiếc Honda Civic. Nó hơn hẳn cái phần phân khúc của B thông thường cho những gia đình trẻ và những người đầu tiên sở hữu chiếc xe. Đa phần thì sedan phân khúc C như chiếc Honda Civic phiên bản 2022 này sẽ nhắm đến đối tượng là những doanh nhân và chưa có đến mức là chúng ta vừa đến Accord hay là chiếc Toyota Camry, một cái không gian lái vừa phải cũng như là hợp túi tiền và đầy cái tính thể thao. Với động cơ turbo tăng áp thì cho cái cảm giác lái thật sự là phấn khích. Nếu các bạn có dịp đi thử trên chiếc Honda Civic 2021 đang có trên thị trường Việt Nam thì rõ ràng là cái không gian rộng rãi hơn, nội thất thì nó hơn hẳn so với phân khúc B và chúng ta có thể nhìn thấy những nét chính mà tôi có thể liệt kê ra đây. Ở phần trước sẽ thay đổi là cái dạng móc câu, tức nghĩa là cái phần LED nó đã điểm xuyến trong cái phần không gian. Chúng ta thấy là cái phần không gian trải dài của
Phiên bản mới nhất 2021 đó là tiêu chí thiết kế theo kiểu là Honda Swing mới nhất của Honda. Đây là cái phương án thiết kế mới thay cho cái dòng cũ đã tồn tại trên thị trường khá lâu ở thời gian vừa qua. Nếu như cách đây khoảng chừng 3 đến 5 năm thì cái phong cách thiết kế đèn hậu hình chữ C chính là cái nét chính, một cái tiêu chí thiết kế đèn hậu. Thì các bạn thấy là trên cái phiên bản Honda Civic 2022 này, hay là cái phiên bản ra mắt gần đây chính là chiếc Honda City 2021 vào cuối năm 2020 vừa qua thị trường Việt Nam, chúng ta thấy là thay đổi rõ nét nhất là cái phần mặt lưới ca lăng tản nhiệt ở phần trước, cũng như là cái phần đèn hậu chiếu gầm nó đã khác đi cái phiên bản cũ rất nhiều. Nếu nhìn thoáng qua thì có thể nhầm tưởng cái dòng sedan Class C này chính là chiếc Honda đàn anh, đó là Honda Accord. Còn đây là video clip từ chính hãng Honda công bố trên cái phiên bản Rotopie. Với cái hình ảnh thực tế và đăng ký tại cái cục ở Trung Quốc thì chúng ta thấy là cái hình ảnh của Honda Civic 2022 ra mắt tại thị trường Trung Quốc sắp tới nó cũng hoàn toàn giống với phiên bản Rotopie này, chỉ có thay đổi đôi nét về cái phần trước và cái phần không gian sau. Tất nhiên ở thị trường Trung Quốc thì sẽ dùng cái chữ Civic này chúng ta dán qua không gian bên tay phải, còn ở thị trường Mỹ và trên thế giới nhìn chung thì vẫn định vị cái Civic bên tay trái như thế này. Cái phần không gian ở bên dưới là một số cái nẹp mà đó là điểm nhấn về phần thiết kế. Cái mâm đúc thì nó sẽ khác nhau từng thị trường, nhưng mà nhìn chung vẫn là cái loại dao động từ 17 đến 18 inch. Với cái Honda Civic 2022 này thì chiều dài trục cơ sở lên đến gần 2m8 và cho chúng ta cái không gian tiệm cận với lại cái phân khúc sedan Class D giống như là đàn anh Accord. Hoặc là chúng ta có chiếc Mazda 6 hoặc là Toyota Camry, cái phiên bản sedan dòng cao nhất. Trên thị trường thế giới thì chiếc Honda Civic còn có một cái phiên bản đó là hatchback. Tuy nhiên dòng Honda Civic 2022 này ra mắt trong thời gian sắp tới nó chỉ là cái dòng sedan thông thường. Các bạn thấy là cái phần ở bên dưới cái chữ C cho cái không gian đèn gầm chúng ta nó cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ đồng hương, ví dụ như chúng ta có chiếc Honda này có thể cạnh tranh với chiếc Toyota tương ứng với là chiếc Altis. Các bạn nghĩ sao về dòng Honda Civic này? Liệu thời gian ra mắt có ngay trong quý 1 2021 hay là cái chiếc Honda Civic 2022 này lại lùi cái thời gian ra mắt vào dịp cuối năm? Và liệu chiếc Honda Civic 2022 này khi xuất hiện trên thị trường thế giới thì có làm mưa làm gió trong suốt cái thời gian sắp tới để giành lại cái ngôi vương từ cái vị trí của những đối thủ cạnh tranh của mình? Ví dụ tại thị trường Việt Nam chúng ta thấy đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Honda Civic chính là chiếc Toyota Corolla Altis hoặc là chiếc Mazda 6. Mazda 6 vẫn là cái phiên bản được đánh giá cao nhất trong cái phân khúc sedan tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó thì nhích thêm vài trăm triệu chúng ta có thể đến cái dòng của dòng D, ví dụ như là chúng ta có chiếc ở đây là cụ thể là chiếc VinFast Lux. Như vậy các bạn nghĩ sao về chiếc Honda Civic này? Hãy để lại comment cũng như là đăng ký kênh để chúng ta có thể nhận được những thông tin mới nhất về những chiếc xe sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới. iTechVN xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cũng như là cập nhật công nghệ mới nhất về các dòng xe cũng như là những công nghệ ra mắt ô tô trên thị trường Việt Nam và trên thế giới. Xin chào và xin hẹn gặp lại.